Cái vòng hoa này mà đội lên đầu Xuân chắc là nàng sẽ đẹp lắm. Nàng sẽ giống như một cô công chúa. Ta đã cướp đây bao nhiêu ngân lượng trong người, đưa hết ra cho ta. Người bước tới là ta đánh đó nha. Nàng tưởng sức của nàng đánh được ta sao? Đưa đây. Nè trời ơi, sao ghẹo tôi hoài vậy? Có ghẹo mới biết nàng dữ như vậy đó. Xuân nè, tặng nàng nè. Wow. Nàng đẹp lắm, giống như công chúa vậy đó. Ta vui lắm khi gặp nàng đó. Chết rồi. Hả? Bà ngoại đi phía sau đó. Ngoại hả? Dạ. Tôi chết rồi. Ta tới nhà gặp nàng mà không gặp. Tính ra đây có chuyện muốn nói với nàng. Bộ có chuyện quan trọng sao mình chẳng gấp vậy? Có. Chiều nay tới chỗ hẹn cũ sau giường nha. Dạ dạ. Ta đợi nàng ở đó công chúa à. Dạ. Ta đi nha công chúa. Ta đi nha. Dạ dạ. Chết rồi mẹ con Xuân ơi. Chết rồi. Chết? Ai chết vậy mẹ? Không có ai chết hết á. Nhưng mà cái chuyện này là chết chắc rồi. Trời ơi, sao? Cái chuyện này tao nghi lâu lắm rồi. Bây giờ là không có sai chạy chỗ nào hết á. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nói cho con nghe, có chuyện gì vậy mẹ? Con Xuân với cậu Anh Quốc đó. Dạ. Hai đứa nó có tình ý với nhau. Hơi... con tưởng chuyện gì mẹ làm con hết hồn à. Mẹ ơi, mẹ quên là cháu ngoại của mẹ đã đến tuổi lấy chồng rồi hàng sao. Với lại con thấy cậu Anh Quốc á, tuy còn nhỏ nhưng mà rất là chững chạc, với lại nó cũng là con nhà gia giáo, hai đứa nó đẹp đôi đó mẹ. Nếu như vậy thì mẹ nói để làm cái gì? Nhưng mà đằng này đó, cậu Anh Quốc á, lên đường đi giết giặc theo lời kêu gọi của nhà vua đó. Mẹ nói làm sao? Cậu ấy đi lính hả mẹ? Ừ. Lại một người lính nữa sao? Không, không, con không bao giờ chấp nhận cho con gái của con lấy một người lính nào đâu mẹ ơi. Cuộc đời của con lấy chồng là một người lính, con khổ sở nhiều lắm rồi mẹ ơi. Mẹ có hơn gì con đâu. Cha con cũng là một người lính lên đường đi giết giặc, mẹ ở nhà chờ đợi mà cha con đi mãi không có về. Còn con, ngày đón chồng con trở về, con cũng đã cố nén nuốt nước mắt vào trong lòng để không cho một ai biết. Áo mão cân đai bỗng lòng vua bán, tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà thời gian đã làm cho mái tóc con ngã xương luôn rồi mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, không lẽ bây giờ để bất hạnh đổ lên đầu con gái của con sao mẹ? Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Phải làm sao đây mẹ?
cậu Anh Quốc với con Xuân nó chơi với nhau từ thời còn để trộm. Bây giờ làm sao mình ngăn cản được đi con? Tặng nè nè. Nhìn thấy hoa đẹp không? Ta đến trễ, ta xin lỗi nghe. Nè giận ta. Em cũng vừa mới đến. Chàng à, chàng sắp lên đường thật sao? Nè nghe chuyện đó rồi sao? Nè biết không, nước nhà đang có biến. Lệnh của nhà vua ban ra, toàn bộ trai tráng trong làng phải lên đường giết giặc. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của phận làm trai, thì làm sao ta có thể cãi lệnh được? Nhưng chàng đang ôn luyện kinh sử để chuẩn bị lên kinh thành ứng thí kia mà. Bây giờ chàng bỏ tất cả để lên đường giết giặc ư? Không phải bỏ, mà ta tạm gác lại. Phận làm trai, làm sao ta có sống hèn hạ như vậy? Trong khi nước nhà đã gặp biến, làm sao ta có thể ngồi yên mà ôn luyện kinh sử? Nàng biết không, ta muốn được xông pha giết giặc. Ngày trước là ông ngoại em, rồi sau đó là cha em đều lần lượt đi lính. Bà ngoại và mẹ của em đều mòn mỏi chờ đợi ngày họ trở về. Đời lính là vậy, cuộc sống rầy đây mai đó. Nàng cũng nói, ông ngoại nàng thì có bà ngoại chờ đợi, cha nàng thì có mẹ chờ đợi. Vậy còn nàng, nàng có chờ đợi ta không? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Em rất hãnh diện khi có người yêu sống có lý tưởng, có khí phách, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc như chàng. Nàng nói sao? Nàng hạnh diện gì ta? Nàng sao ủng hộ ta lên đường giết giặc? Cảm ơn nàng, ta vui lắm. Nhưng mà nàng vẫn chưa trả lời ta. Nàng có đồng ý chờ đợi ta không? Em sẽ chờ. Chàng hãy yên lòng, em nguyện một lòng chung thủy, chờ đợi ngày chàng trở về đoàn viên. Cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng nhiều lắm. Như vậy là ta đã yên lòng lên đường rồi. Nàng yên tâm, cho dù da ngựa bọc thay, ta vẫn quyết tâm xông pha. Ta sẽ giành thắng lợi, và nhất định ta sẽ quay về đây tìm nàng. Ông ơi, cháu gái của ông nó đã chọn con đường mà tôi đi ngày trước. Ngày ông ra trận, tôi ở nhà ông cũng chờ đợi,
mà ông đi mãi không có về. Số kiếp của mẹ con tôi là như vậy. Xin ông hãy phù hộ cho cháu gái của ông và cho phù hộ cho thằng bé nó mau trở về nha ông. Tất cả là tại mẹ. Mẹ đã truyền cho con cái dòng máu tử thần. Bây giờ con thiên lại cho con gái của con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã giữ gìn không cho con Xuân nó nói chuyện với bất cứ một người lính nào. Nhưng có lẽ số phận của mẹ con ta là như vậy đó. Mẹ nghĩ nếu bây giờ cha con mà sống lại mà đi ra trận thì mẹ cũng ở nhà chờ đợi cha con. Thôi, hai mẹ con đừng có cắn nắng với nhau nữa. Bây giờ hãy cầu mong cho con ấy mau trở về. Cô ra đình làng chơi với con đi cô. Ở ngoài đó đang có hội á, vui lắm á cô. Tụi con còn trẻ, ra đó chơi đi. Cô già rồi không có thích đến mấy cái chỗ hội hè đông đúc nữa đâu. Cô đó, con thấy cô suốt ngày á cứ ở nhà thui thủi con mình à. Bởi vậy con mới rủ cô đi chơi chung với con. Đi đi cô. Cô ở một mình quen rồi, không cần phải lo cho cô. Đi đi con, ra chơi với mấy bạn đi nhé. Mà cô. Cô. Gì? Sao cô không chịu lấy chồng đi? Ông ngoại con nói á, cô mà cứ ở như vậy hoài rồi mấy mốt cô già nè, không có ai chăm sóc, khổ lắm á cô. Thì bây giờ cô già rồi, ai mà thèm lấy cô nữa. Cô nói làm sao, chứ con thấy cô vẫn rất là đẹp. Mà con nghe ông ngoại con nói là cô không chịu lấy chồng tại vì cô đang chờ một người lính. Mà ông ngoại con còn nói là cái người lính đó đó đi luôn rồi, không có về đâu. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Cô bây giờ cũng không có còn chờ chú ấy nữa. Mà thôi, con đi ra ngoài đi chơi đi, cô không có đi đâu. Cô còn phải xong cái đống đồ này cho heo ăn nữa. Đó, con heo rồi, nồi cắm heo rồi, khét hết trơn rồi. Đi đi con, đi đi, đi đi. Nha. Cô. Đi chơi đi. Cô. Cô Xuân ơi, cô Xuân.
có người tìm cô nè, cô ra đi mau đi. Ta đây, anh Quốc đây. Người yêu của cô Xuân về rồi, để con đi nói với ông ngoại. Ông ngoại mà biết người yêu của cô Xuân về, ông ngoại con vui lắm á. Ta đi đồng tuổi hơn 17 năm trời, nàng có biết khoảng thời gian đó ta nhớ nàng nhiều lắm. Nàng ta quay trở về, ta được biết là nàng vẫn chờ đợi ta, ta vui mừng không xiết. Đâu 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 đâu, cậu anh mất đâu? Trời ơi, cậu về rồi sao? Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời không một tin tức? Cậu có biết là cô Xuân đã chờ đợi cậu hết cả thời sống sắc rồi, cậu có biết không? Mời chú ngồi. Mời mọi người ngồi. Cậu đi đâu mà biệt biệt suốt mười mấy năm trời, ở đây ai cũng trông chờ cậu hết á. Sao cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Nhà vua thích sông pha y ngựa, mải mê với các cuộc chiến triền miên để mở rộng biên cương bờ cõi, tăng cường quyền quy thế lực của ngài. Vì vậy chiến tranh đối với ngài không bao giờ là kết thúc, hòa bình chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vậy hết đợt lính này ra trận trở về, rồi lại một đợt lính mới lên đường. Cuộc sống thanh bình của người dân thật là quá hiếm hoi. Tôi chỉ chinh chiến vài năm, sau đó được nhà vua rút về làm cận thần của ngài, ngày đêm túc trực bên ngài không rời nửa bước. Chính vì vậy tôi cũng không có thời gian quay về quê thăm người. Cậu được làm hầu cận của quân vương, cậu thật là tài giỏi. Hèn chi cậu đi biển biệt đến giờ này mới trở về. Bà và mẹ của cô Xuân ơi, thật chẳng uổng công cô Xuân chờ đợi, bây giờ cậu ấy đã lập được công danh rạng rỡ rồi kia kìa. Ông ơi, người yêu của cô Xuân đã trở về, vậy là cô Xuân sắp lấy chồng phải không ông? Còn sắp cái gì nữa, phải tổ chức lễ cưới ngay thôi. Đôi tình nhân chung thủy này đã chờ đợi lẫn nhau lâu quá rồi, phải không mọi người? Chúc mừng cậu, chúc mừng, mời. Mười mấy năm trời được làm hầu cận với nhà vua, chắc cậu lập được nhiều chiến công hiển hách lắm. Đâu, cậu kể cho chúng tôi nghe đi. Chiến công hiển hách? Ta không biết chiến công hiển hách là gì. Bởi vì ta là người cận kề của nhà vua. Vậy không rời ngài nửa bước khi đất nước còn giặc giã. Ta sẽ dùng tấm thân này che chở, bảo vệ cho ngài. Còn khi đất nước yên bình, ta là người giữ quyền quy tối hậu cho ngài. Còn thanh kiếm này thì chém tất cả những ai không tuân theo lệnh ngài. Không lẽ việc của cận thần chỉ có chém người không hay sao? Đúng, tất cả những ai không tuân theo lệnh đức vua đều bị chém hết. Những người dân giả bình thường xa lạ thì sẽ bị chém bay đầu ngay tức khắc.
còn hoàng thân quốc thích sẽ có một cái chết êm dịu hơn. Thật không ngờ một chàng thư sinh hiền lành lại có khí phách hơn người. Thật đáng ngưỡng mộ, đáng ngưỡng mộ. Còn cái đai vàng này chắc quý lắm phải không? Ồ, tôi thấy lúc nào ngài cũng mang nó bên mình. Đẹp, đẹp quá. Đúng. Đây là cái đai vàng do nhà vua ban tặng cho ta. Ồ, đẹp quá cậu ơi. Nó là phần thưởng vì ta đã đâm sâu lưng người bạn cũ khi hắn ta dám ngăn cản nhà vua ra lệnh chém một đại thần. Tội của ông ta là mắt mờ, trót dâng lên nhà vua một trái táo có sâu. Cái gì? Trót dâng nhà vua một quả táo có sâu mà bị chém đầu hay sao? Dĩ nhiên tất cả những ai làm trái lệnh đức vua đều bị chém bay đầu bởi thanh kiếm của ta. Và sau bữa tiệc đẫm máu đó, đức vua đã ban thưởng cho ta chiếc đai vàng này và cho ta về thăm quê sau mười mấy năm xa cách. Dạ. Quá đẹp. Hả? Chết rồi. Ngài ơi, cái đai vàng bị con mèo làm lắm nem rồi. Cô làm sao vậy cô? Cô không sao. Cô chỉ hơi mệt thôi. Chắc tại mấy bữa nay cô lo chuẩn bị lễ cưới cho nên bị kiệt sức rồi. Thôi để con đưa cô vô trong nghỉ nha. Cô không sao, cô tự lo cho mình được. Con ra phía sau nhà phụ mọi người dọn dẹp đi con. Ở đằng sau người ta dọn dẹp xong hết rồi. Mà cô biết không, bà con ở ngoài á, ai cũng bàn tán về câu chuyện của cô. Một mối tình chung thủy. Con ước gì sau này con cũng được giống như cô vậy đó. Được chờ người yêu đi lính về. Cho dù có quá lứa lỡ thì á, con cũng chấp nhận. Đừng, đừng con. Đừng bắt chước cô. Con phải lấy chồng. Con phải sinh con. Con nghe chưa? Dạ. Tình yêu là phải cả hai người cùng xây đắp. Dạ. Chứ không phải chỉ là đợi chờ trong mòn mỏi đâu con ạ. Dạ. Cô mệt quá, cô đi vào trong nghỉ ngơi nha. Dạ. Chẳng lẽ chàng chỉ biết chém giết thôi sao? Suốt bao nhiêu năm trời, bao nhiêu mạng người đã chết dưới lưỡi kiếm của chàng. Ta vô với nàng đây. Trả chồng lại cho ta, hỡi kẻ giết bạn kia. Trước khi bước tới trường cưới, hãy trả lại cha cho những đứa con thơ dại của ta. Hãy trả lại chồng cho ta. Có người phụ nữ đằng sau lưng của chàng. Đâu có ai đâu. Sao nàng lại sợ hãi như vậy? Có người phụ nữ mặc đồ đại tang đứng sau lưng của chàng đó. Nàng nói quở gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến đây với ta. Máu. Hai tay của chàng dính đầy máu kia. Đừng có máu đâu. Làm gì có máu đâu. Cứ lên đi. Làm gì có máu. Chắc là do nàng hợp quá thôi. Nàng hãy vui lên đi. Ngày này không phải là ngày chúng ta chờ đợi lâu lắm rồi sao?
hãy vui lên đi. Chàng hãy cười đi. Từ lúc trở về tới bây giờ em chưa thấy chàng cười. Chàng hãy cười đi mà. Em van xin chàng, hãy cười để cho em thấy lại người yêu của mình năm xưa. Em không muốn chàng buồn bã và lạnh lùng như bây giờ. Chàng cười đi. Chàng hãy cười với em đi. Cười. Đã lâu lắm rồi. Không thể cười được nữa. Nhưng bây giờ chàng đã trở về nhà rồi. Chàng đang ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chàng không còn hầu cận nhà vua nữa. Hãy bỏ kiếm xuống. Hãy quên đi hết những mưu toan, những buồn phiền ở trong nội cung. Chàng hãy sống vui vẻ. Cười lên, cười với em đi mà. Ta gần 20 năm trời, tại sao lại từ bỏ ta? Tại sao lại xa lánh ta? Nàng ghê tởm ta lắm sao? Tại sao lại bắt ta cười? Ta không còn là một chàng thư sinh ngày xưa nữa. Bây giờ ta là một người đàn ông không biết cười của triều đình. Từ khi bàn tay này nhuốm máu, từ khi đức vua ra lệnh dùng thanh kiếm này giết hết những kẻ không tuân thượng lệnh, sau khi chiêu đãi họ một bữa tiệc linh đình đầy sơn hào hải gì, ôi bạn của ta, người bạn đã cùng ta giàu sinh ra tử, chia ngọt xẻ bùi, đất chiến trường, thì ta đã cầm thanh kiếm này, đánh giúp được bạn của ta. Không một chút gió dữ. Chàng đừng nói nữa, đừng có nói nữa. Em có thể chờ đợi chàng suốt cả một cuộc đời, nhưng em không thể nào chấp nhận được một người chồng lạnh lùng như thế này, thậm chí không biết đến cả nụ cười. Nàng đuổi ta sao? Chỉ vì danh vọng tiền tài mà chàng đã mất đi lý trí. Chàng giết người không gớm tay. Chàng thật sự không còn tính người nữa rồi. Chàng đi
đi. Chàng hãy đi đi. Trời ơi, ta đã sai, bởi vì ta đã hoa mắt bởi bỗng lòng vua ban, trở thành một người giết người không gớm tay, trở thành một sát thủ máu lạnh từ lúc nào ta không hay biết. Không, ta đã cố gắng, ta đã cố gắng rất nhiều để có vị trí như ngày hôm nay, một cận vệ của nhà vua, nắm quyền sanh sát trong tay. Nhưng bù lại, ta trở thành một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí không có nụ cười. Để giờ đây, người mà ta thương yêu nhất cũng xa lánh ta, ghê tởm ta. Cái giá quá lớn. Nàng ghê tởm ta lắm đúng không? Đúng không? Trời ơi, tiệc là hết rồi. Phần thưởng cuối cùng cho một người lính hơn nửa đời người phục vụ đức vua là đây sao? Là đây sao? Vĩnh biệt nè, vĩnh biệt nè. Không thể nào gỡ tay cô ấy ra được. Thật là lạ lùng. Ta chưa từng thấy người chết mà lấy tay che mặt như vậy bao giờ. Chắc là ý nguyện của cô ấy. Chúng ta hãy tôn trọng ý nguyện để cho cô được an lòng. Xin cảm ơn thầy. Cô Xuân ơi, cô tỉnh lại đi. Cô là người tốt mà. Sao cô chết sớm quá vậy? Con, ai cũng có số phận hết con à. Con đừng có khóc nữa. Để cho cô ấy ra đi được thanh thản. Cô Xuân, cô Xuân.
cây này là cây gì vậy ta? Cứ như là nó đang mắc cỡ khi có ai đụng vô vậy đó. Nhưng mà sao trước giờ mình chưa thấy cái cây này vậy? Mà sao nó lại mọc ở trên mộ của cô Xuân? Cây gì vậy? Những chiếc lá khép lại không phải vì e thẹn mà vì sợ hãi. Khi còn đấu tranh tranh giành quyền lực thì sẽ còn chém giết lẫn nhau. Cho nên mỗi một va chạm, mỗi một bước chân tạt ngang đều làm cho những chiếc lá giật mình khép lại. Nỗi sợ hãi của những chiếc lá cũng giống như nỗi niềm của người trinh nữ. Con người yêu xưa đi lính trở về chẳng biết cười. Cô Xuân, có phải là tiếng của cô không? Cô Xuân ơi, quà tím giống như áo tím của cô ngày cưới. Người con gái chờ đợi người yêu cho đến lúc quá lứa lỡ thì, nhưng mà thật bất hạnh cho cô khi người ấy trở về thì bàn tay đầy máu và gương mặt không biết cười nữa. Cô Xuân, tức thiệt á, chắc thắng rồi mà lại bị thua. Ừ, đúng là tức thiệt luôn á. Ủa, mà mấy bữa trước mình đem con gà này đá với tụi trong xóm, trận nào cũng thắng hết, mà sao hôm nay nó lừ đừ như bị bệnh vậy á? Chắc là tại mày chăm sóc nó không kỹ càng cái gì, cho nó ăn bậy bạ nên nó yếu xìu vậy nè. Làm như có chuyện đó, tao chăm sóc nó kỹ lắm. Vậy mày nói tao nghe coi, từ tối qua đến sáng hôm nay mày cho nó ăn cái gì? Thì cũng bình thường thôi, tao cho nó ăn trùng. Trời ơi, tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, mày phải cho nó ăn hết ngay cốc nè. Mày phải giải nhỏ ra cho nó ăn, hiểu không? Nó mới có sức. Rồi lâu lâu á, mày phải cho nó ăn lòng đỏ trứng gà nữa, nó mới khỏe được, nó mới chiến đấu mới được, hiểu không? Cái gì? Trứng gà nữa hả? Ừ. Mẹ tao với tao còn có trứng để ăn, có chi con gà. Ở hàng kia, thôi đi chung đội đi chứ. Ờ, chung đi. Thì tụi bay cũng phải từ từ chứ, để tụi tao mới có tiền, tụi tao mới chung được chứ. Từ từ cái gì? Thôi thì chung liền đi. Thì cũng từ từ chứ, lúc tụi bay thua, tụi bay có chung liền không? Ê đằng kia, tao chưa nói tới mặt mày, tránh ra coi. Tụi tao là sao? Tụi bay đừng có tưởng á là đông á làm thấy tụi tao nha. Mày muốn biết hả? Để tao cho mày biết. Biết cái gì? Thằng này không có nhịn đâu ha. Không nhịn hả? Không nhịn, hôm nay tao cho mày nói đòn. Cô đây!
hai đứa. Cái gì vậy? Tại sao con không đi học mà đi ra đây đánh nhau với bạn vậy hả? Còn mấy đứa nữa, chòm xóm láng giềng với nhau không hả? Mà kéo nhau ra để đánh lộn là sao? Tụi con đi về đi. Con không thương mẹ cho nên con mới nghỉ học rồi con ra đây con đánh nhau với bạn nè. Tại sao vậy hả? Tại sao con không nghe lời mẹ vậy Hiếu? Tôi không thích học á. Tôi nghĩ á, mẹ không quân thì cho tôi nghỉ luôn đi. Hiếu! Hiếu! Hiếu à, Hiếu, con có bệnh không vậy? Không, tôi buồn ngủ. Ăn uống cái gì chưa mà ngủ? Mà sao mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời, con không ăn vậy Hiếu? Ủa, mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Nghe muốn chết luôn nè. Bị... mùa này làng mình thu hoạch hết trơn rồi, người ta đâu có mướn mẹ mần cái gì đâu. Mẹ phải qua tới làng kế bên mẹ mần. Ở bên đó thì cũng không có được bao nhiêu tiền hết. À, cũng may nhà mình còn cái xào bắp nè, cho nên thôi con ăn bắp đỡ nghe. Nha con. Đây nè, rồi cái con ăn bắp đi. Cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á, cái mẹ làm thịt cho con ăn nghe. Nè con. Thôi tôi không ăn đâu. Nè, thôi không mấy ăn với mẹ ha. Mẹ bẻ ra nè. Ngon không? Bắp mẹ trồng là ngon nhất xứ này mà. Ăn đi nghe nè. Ăn xong rồi cái ăn luôn nửa trái này nghe. Mẹ lấy để dành cho con đó. Nghe không? Mẹ đi xuống bắt miếng nước coi. Mẹ sao vậy? Mẹ không sao. Ăn đi. Mẹ lãng quả là bị bệnh đó nha. Về đây. Sao tự nhiên chóng mặt quá vậy? Mẹ nằm xuống đi. Mẹ phải đi đứng cẩn thận. Bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm chút à, mẹ khỏe à. Ê Hiếu. Ê, con bữa đang chiên cá ngoài nướng cá ngoài kìa. Nhanh lên, tao mày đi ra ngoài nhanh lên. Mà mày nhớ không, mày nói một cái là tụi nó đưa mày liền. Nhanh lên, tao mày đi nhanh lên. Đúng rồi đó, sao mày giỏi vậy? Trời ơi, mấy bữa nay bụng tao không có miếng thịt miếng cá nào luôn. Tao đang thèm nó lắm luôn á. Thôi tao biết rồi, đi nhanh lên, tụi nó ăn hết bây giờ. Đi. Hiếu ơi, nhanh lên. Anh Tư. Ủa, cô Lan, cô đi đâu đây? Trời ơi, tôi qua bên nhà anh mà anh đi rồi. Anh ra chợ ha, cho tôi gửi chục trứng gà bán giùm tôi ha. Ừ, được rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ bán giùm cô. Dạ. Hôm trước tôi ghé nhà cô, tôi thấy cô nuôi mấy con gà cũng trọng trọng rồi đó. Cô có muốn bán luôn không? Để tôi đi rồi tôi xách ra chợ luôn ha. Dạ thôi, mấy con gà đó để cho thằng Hiếu nó ăn. Chứ lâu lắm rồi nó đâu có ăn thịt cá gì đâu anh. Cô để con gà cho thằng Hiếu ăn. Dạ. Gà của cô mà. Cô Lành à, tôi thấy dạo này cô cũng xanh xao lắm đó. Cô nên giữ gìn sức khỏe của mình. Nhớ phải uống thuốc men cho nó đầy đủ, đừng có ỷ y nha. Nhất là cô đi mận, cô đừng có ráng quá nha.
Không ráng sao được anh. Ôi, làng mình mùa này đâu có cái gì để mừng đâu. Tôi mấy bữa nay phải đi qua tuốt bên làng bên để đi xây bột cho người ta đấy chứ. Ráng làm để nuôi Hiếu nó ăn học. Làm thì cũng không được nhiêu tiền đâu, nhưng mà thôi kệ. Còn nhiều lo cho nó hết trơn rồi, bởi vì tôi đâu có thuốc men gì được. Bởi vì tôi nói rồi mà cô không chịu nghe tôi. Tôi thấy thằng Hiếu nó có chịu học đâu. Mà cô cứ cho nó đi học, phải chi cô để số tiền đó để bồi bổ cho mình, có phải hay hơn không? Tôi thấy cô mẹ quá, con côi. Trong làng này thì cô chỉ sống có mình ơn, không có bà con thân thích gì hết. Rủi cô có bị gì, rủi cô bị bệnh thì ai lo cho thằng Hiếu? Ráng làm lo cho con anh ơi. Tôi chủ yếu là cho nó có cái chữ, để sau này nó thoát khỏi cái cảnh nghèo giống như mình. Ô mà thôi, nó học được nhiêu hay nhiêu, còn không được thì thôi, biết làm sao giờ. Thiệt tình, tôi không có đồng tình với cách thương con, chiều con của cô đâu. Thì ốm đau bệnh hoạn mà phải cán đáng đủ thứ hết, từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện trong nhà tới ngoài ngõ. Còn thằng Hiếu thì nó đã lớn rồi, chỉ mà nó cứ ăn chơi lêu lỏng, để cô cán đáng hết mọi chuyện. Tại anh ngó thằng Hiếu nó lớn xác vậy chứ nó còn nhỏ xíu à. Thôi kệ nó đi. Thôi, tôi đi mừng, để không thôi bị la. Anh lo tranh thủ đi ra chợ đi, để không thôi hết chợ đó. Vậy cô lành đi cẩn thận nha. Ừ thôi tôi đi nha. Cô Lành, cô bị sao vậy? Cô Lành, bơ người ta, bơ người ta. Cô Lành, bộ mày tính đi thiệt hả Hiếu? Thì chứ dễ gì nữa. Mẹ tao mất rồi, tao cũng chẳng có bà con thuộc gì ở đây, nên tao phải đi thôi. Nhưng đây là nhà của mày, mày định đi luôn nữa? Biết vậy, nhưng tao chẳng có nghề gì, tao cũng chẳng biết làm gì. Ở đây rặn chết đói hả mày? Mày nói tao mới nhớ, trong xóm này á, mày quậy là số 1. Ai cũng sợ mày hết, mày mà xin việc làm được đâu mới sợ. Ủa, mà mày định đi đâu mới được chứ? Ừ, thì tao định lên Kinh Thành. Đi lên Kinh Thành? Ừ. Lên chợ làm cái gì? Tao nghe nói mọi người ở trên Kinh Thành ai cũng giàu có, không có nghèo như quê mình. Trên đó kiếm việc gì cũng dễ, nên tao sẽ lên đó kiếm việc làm. Mày nhắc tao mới nhớ nha, ông tức tía thằng Sủ đó mày biết không? Mỗi lần ông lên Kinh Thành á, ông về á, ông đem cái bao bao đồ quý này nè. Hèn chi bây giờ ông giàu với cái làng mình rồi. Ủa, mà tiền đâu mày đi lên Kinh Thành? Lúc mẹ tao mất, người dân trong làng có giúp đỡ ít tiền. Bây giờ còn dư chút lĩnh, chắc cũng đủ lộ phí. À, mà mày đi với tao không Tèo? Đi thì tao muốn đi theo mày rồi đó. Nhưng mà má của tao á, bả làm gì tao đi theo mày. Mà bây giờ mày đi á, tao còn có một mình ở đây à. Tao đang lo nè. Mày lo chuyện gì? Thì bây giờ á, mày đi rồi, còn một mình tao à. Tao đi bắt cá bắt chim nè, đi với mày quýnh lộn với thằng tụi thằng Sủ đó. Trời, bây giờ mày đi rồi, tao còn có một mình nè. Tao sợ tụi nó ăn hiếp tao á. Công nhận cũng tội mày thiệt, nhưng tao biết làm sao bây giờ. Nhưng mà tính mày nhát gan lắm, mày tránh đụng chuyện với tụi nó thì tụi nó không đánh mày đâu. Tao đâu có ngu mà đụng chuyện tụi nó làm gì. Mà mày lên Kinh Thành á, cũng đừng có đụng chuyện với ai nha. Thân mày thấy cô á, mày chởn có một mình á, đừng gây chuyện với ai nha mày. Tao không có sợ nào hết, mày đừng có hù tao nha. Thôi tao đi. Hiểu. Trời đang mưa gió như vậy mà con định đi đâu hả? À, mẹ con vừa mới qua đời, sao con không ở lại để lo việc thờ cúng mà cứ khăng khăng lời đi là sao hả Hiếu? Ở nhà có tiền bạc gì đâu mà thờ cúng. Thôi chú đừng có cản tôi nữa, tôi đi nha. À, tôi gửi nhà cho chú, tôi lên Kinh Thành kiếm việc làm, chừng nào giàu tôi về tôi báo ơn cho chú. Hiếu, cái thứ làm biến như con thì làm được cái gì mà đòi có tiền có bạc hả?
mày đặt đòi lên kinh thành rồi nè. Tại chú thương mẹ con, nên chú thương con, chú mới khuyên con nên ở lại. Chứ cái thứ bất hiếu bất nhân như con, thì dù có chết đói chết lăn chết lóc ở ngoài đường thì cũng không ai cần đâu. Chú thôi đi nha, nãy giờ tôi nể tình chú thương mẹ tôi mới để chú chửi vậy á. Còn nếu không thì... Thì con sẽ làm gì chú hả? Con là tèo. Bỏ ra đi. Hiếu! Cô Lành ơi, tôi không khuyên bảo gì được thằng Hiếu rồi cô Lành ơi. Chết rồi, tiền hết sạch, lương khô cũng hết. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phải rồi, mình phải kiếm việc làm. Kiếm việc làm thì mới có tiền, thì có tiền thì mới lên kinh thành được. Nhưng mà mình phải làm gì đây? Mình đâu biết làm gì đâu. À, hay là mình cứ xin đi, xem có ai cần thì mình làm. Mày con cái nhà ai mà nằm đây? Dậy dậy dậy. Dậy cho tao dọn hàng. Dậy. Trời ơi. Chú, chú có cần người làm không chú? Con làm cho. Con đang muốn kiếm việc làm. Con không lấy tiền công đâu. Con chỉ cần chú cho ăn qua ngày thôi. Trời ơi, tao không cần đâu. Đi 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 đi. Ôi. Đi. Chú, cho con làm đi chú. Trời ơi tao nói. Đi 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 đi. Đi lẹ đi. Chợ mình á, mấy ngày này đông khách lắm anh. Cô ơi, con đói quá. Cô cho xin miếng bánh nha cô. Con muốn ăn bánh này hả con? Dạ. Nè, cô cho con cái nha, ăn nha con. Dạ không cô. Cha mẹ đâu á mà để con lang thang đói khổ vậy. Phải đi xin ăn thiệt là. Bà chủ ơi, nhỏ này nó nhỏ nó ham chơi bỏ nhà đi quan chứ cha mẹ nào đi bỏ con. Đó đúng không? Tội nghiệp. Thấy thương ghê luôn. Con muốn ăn không?
Dạ, dạ thôi con không có nói bà ăn đi. Quăng lại gần đây. Coi bộ dạng con đói dữ lắm rồi phải không? Con ăn đi. Dạ thôi con không ăn đâu, bà ăn đi. Ăn đi cho đỡ đói luôn. Dạ cảm ơn bà. Mẹ để dành cho con trái bắp ngon quá trời, con không ăn gì hiếu. Ủa? Mà sao mấy chục bữa nay mẹ cứ cho tôi ăn bắp hoài vậy? Nghe muốn chết luôn nè. Thôi con ăn bắp đỡ nha. Nghe con, mẹ cái vài bữa nữa mấy con gà nó trọng trọng á, cái mẹ làm thịt cho con ăn. Nghe, nghe con. Thôi tôi không ăn đâu. Bà ơi, bà làm con nhớ cho mẹ con quá. Mẹ con cũng mang cho con ăn bắp đúng bà vậy á. Mẹ con đâu rồi? Mẹ phải đi đứng cẩn thận. Bệnh ra đó thì sao? Mẹ nằm một chút đi. Mẹ khỏe. Ê, Hiếu, Hiếu. Ê, ra mở ra. Chiên cá ngoài, nướng cá ngoài kìa. Tụi nó hết rồi, đi đi. Hiếu ơi, nhanh lên. Mẹ con chết rồi. Tội nghiệp. Mẹ con chết cho nên con mới ra nông nổi như vậy phải không? Thôi con đừng có buồn. Chắc là mẹ con ở trên trời cũng theo dõi con để phù độ cho con gặp nhiều may mắn. Mẹ ơi, bây giờ con mới biết mình thương con bao nhiêu. Mẹ, con về với mẹ đây. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con đã về với mẹ đây. Con là đứa bất hiếu, xin mẹ tha lỗi cho con. Nếu con biết thương mẹ, biết lo cho mẹ khi mẹ đau bệnh, thì mẹ đã không bỏ con mình đi. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Con trai ngoan của mẹ. Mẹ vui lắm khi biết là con đã hiểu được tình thương của mẹ dành cho con. Con ngoan hãy về nhà. Lục trong áo gối của mẹ có một loại hạt nhỏ. Con hãy gieo hạt nhỏ đó xuống đất. Ngày ngày con nhớ tưới nước, bón phân, chăm sóc thật kỹ. Sau này nó sẽ sinh sôi ra nhiều hạt vàng nhỏ. Hạt vàng này sẽ giúp cho cuộc sống của con sau này. Trời sắp sáng rồi. Mẹ phải đi. Con trai ngoan nhớ lời mẹ dặn nhé. Chừng nào mà hạt giống xanh sôi nảy mầm thì lúc đó mẹ sẽ được mãn nguyện. Bởi vì mẹ biết rằng con đã báo hiếu cho mẹ. Mẹ đi nghe. Dặn phải về nhà tìm mặt nhau không? Tao phải đi liền thôi.
Ê Thiếu, Thiếu. Hả? Sao nè? Tao với mày đi ra đầu làng đi. Tụi nó ngoài đá gà kìa. Trời ơi, đồ này lớn lắm á nha. Thôi mày đi đi, tao còn cút đất nữa. Trời ơi, tao không hiểu sao nha. Mày suốt ngày cứ hết cút đất rồi đào cỏ, hết làm cỏ lại cút đất, cút đất làm cỏ, cút đất làm cỏ hoài. Bộ mày không biết chán hả? Mà sao mày làm hoài vậy? Tao hỏi mày sao mày không trả lời? Thì mày em thấy á, thì tao đang cút đất làm cỏ nè. Thì tao biết rồi. Tao thắc mắc á là từ trước giờ mày đâu có siêng năng như vậy đâu. Hồi đó đó, mày đâu có làm những chuyện này đâu. Thì hồi đó khác, bây giờ khác. Thôi mày đi đi, cho tao làm việc. Ê, bộ mày được má mày báo bộng cho mày biết á là chỗ dấu vàng hả? Hả? Ừ, thì mẹ tao về báo mộng cho tao. À, mà mày làm không? Làm. Đào kiếm được vàng thì tao chia cho mày. Ừ, được, 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 được. Nè nè, mày làm đi. Thôi. Tao không biết cuốc đất đâu. Thôi mày làm đi. Tao với mày á là bạn chí cốt được hồi nhỏ, đúng không? Ừ. Thì á, tao đi đâu á cũng rủ mày, đúng không? Hôm nay mày không đi thì tao đi một mình. Thôi mày đi ha. Ừ. Ê, mày nhớ kiếm được vàng á, nhớ chia cho tao cho mày. Ừ. Ngon ngon, ngọt ngọt, bùi bùi, thơm thơm. Cái này mà bóc vỏ ra đó, mình có thể ăn được đó. Khi mẹ còn sống, mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Bây giờ mẹ không còn trên cõi đời này nữa, mẹ vẫn lo cho con. Mẹ sợ con đói nên cho con những hạt giống này để nuôi sống đời con. Tình thương của mẹ bao la như biển trời. Thì cũng nhờ con chịu thương, chịu khó, thức đêm thức hôm để chăm sóc cho các hạt giống này nên mới có kết quả như ngày hôm nay. Hiểu, chú rất mừng khi thấy con đã thay đổi. Con đã là một chàng trai rồi. Ở nơi suối vàng, mẹ con cũng sẽ rất mừng. Ê Hiếu, mày giấu đâu á? Mày trồng mấy cây này phải không? Ừ. Tao thử miếng nha. Ngon không? Ngon lắm. Ê, đây là vàng của mẹ mày, để lại cho mày đúng không? Ừ, đây là những hạt vàng, tài sản quý giá nhất của mẹ tao để lại cho tao á. Còn quý hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời này. Khi mày thu hoạch á, mày nhớ cho tao chút xíu nha. Ừ, chắc chắn á là tao sẽ cho mày và cho cả làng luôn. Kể từ đó, Hiếu đem những hạt giống phân phát cho mọi người cùng gieo trồng, ngày càng nhân rộng ra mãi. Mọi người thu hoạch hạt lúa sắp bỏ vỏ, lấy được hạt gạo, đem hạt gạo nấu thành cơm. Hạt gạo từ đó cũng trở thành một phần lương thực thiết yếu gắn bó với chúng ta hàng ngày. Người ta còn xây hạt gạo bột để chế biến rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, nuôi sống con người cho đến ngày hôm nay. Tao phải nắng cho mày nha. Chầm nước nguyên một ngày lạnh lắm rồi. Mình ơi, anh về rồi nè Mình ơi. Trời, giờ này mà vợ mình chưa về nấu cơm nước gì nữa ta. Giữa tôi và ruột, vậy bạn của ông chọn ai? Mày vợ nói không? Hả? Nói gì nói. Điểm cái gì? Hả? Tại sao vậy? Tại sao hả? Đi câu về không về nhà mà lại đi nhậu. Ông ở nhà tôi cho ông biết nha. Ông ở nhà của anh Kiếm hả? Mình mới về hả? Mình về rồi còn tính đi đâu nữa? À,
Tại anh nghe ồn ào bên nhà anh chị Kiếm bển kìa. Anh qua bển coi có chuyện gì không. Thôi mình qua chi cho mất công. Em mới ở bển về nè. Chuyện không đáng gì mà hai người đang cự cãi với nhau. Em can không được cho nên em đi về luôn. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ. Anh Kiếm về có chút rượu trong người cho nên chị Ngọc la lối âm thầm, rồi anh Kiếm cự cãi lại. Vậy là cả hai gây lộn với nhau. Em đi ngang thấy vậy vô can nhưng mà không được cho nên em đi về luôn. Thiệt tình với gia đình. Thôi trễ rồi, để em vô nấu cơm cho mình ăn nha. Vợ của anh cũng kỳ. Anh em đi nhậu có chút xíu rồi có gì đâu mà chỉ cần nhăn. Anh qua bển chút xíu anh về. Khẩu kinh. Bây giờ tôi hỏi cậu nè. Dạ. Có phải là hồi chiều chồng tôi đi nhậu với cậu không? Dạ đúng rồi. Anh em đánh trúng cái luồng cá lớn nên về sớm ăn mừng nhậu có chút xíu à. Trời đất ơi, tại sao về sớm không về nhà phụ vợ phụ con, bao nhiêu công chuyện ở trong nhà, rồi đi nhậu nhẹ như vậy nó cũng như không à. Chị à, chị nói sao em khó nghe quá à. Cái gì khó nghe? Anh em ăn mừng nhậu có chút xíu thôi, có gì đâu chị cần nhằn dữ vậy. Bây giờ chồng tôi đã có vợ rồi thì phải lo cho vợ cho con, không có bạn bè gì ở đây hết á. Mà tôi nói cho cậu biết nha, từ đây về sau á tôi cấm cậu không được rủ chồng tôi nhậu nhẹt nữa. Chị à, chị nói vậy sao nghe được. Dù sao chồng em với chồng chị cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ mà. Chồng tôi bây giờ đi đánh cá về á là phải về nhà với vợ với con, không có nhậu nhẹt gì với bạn bè gì ở đây hết trơn á. Dạ chị nói vậy á thì em sẽ nói lại với chồng em. Chị cứ đi về đi. Không cần đuổi, tự tôi biết đường về. Chị à, Mình mơ thấy cái gì mà ngủ cười dữ vậy? Anh đang mơ hả? Ừ. Anh đang mơ. Anh thấy anh đi giăng lưới ngoài biển á, cái anh gặp một vị thần, ông chỉ cho anh á cái chỗ kho báu nè, rồi vàng nữa. Ở dưới biển á nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi em gọi anh vậy đó. Rồi anh đâu có biết tiếp theo là vàng ở đâu và làm cách nào để có vàng ở đâu. Có nước tát cạn biển đông thì mới mơ thấy đèn bạc châu báu. Em nói gì vậy? Ủa, bộ em cũng nằm mơ giống như anh vậy hả? Không có đâu, em chỉ nói đại thôi. Chắc là dạo này nhà mình nghèo quá nên trong giấc mơ thực hiện ước muốn của mình thôi. Thôi, mình ngủ đi mình. Dạ con mời bà uống nước. Cảm ơn con nha. Mình ơi. Mình. Mình mệt không? Em không mệt. Sao hôm nay mình về sớm vậy? Hôm nay mấy anh em đi lưới cá mà sóng lớn quá, không có được con cá nào hết trơn á, nên quyết định về sớm rồi. Hai chồng chú Tím ở lại làm nha, hai chồng tôi về trước nha chú Tím. Dạ. Thank you.
Em thấy mấy bữa nay biển động, cho nên tàu bè đi còn lâu mới về. Ngày mai em tính là sẽ đi tìm việc khác để làm. Không may anh xuống biển anh đi tìm vàng nha. Mình vẫn còn tin giấc mơ đêm trước sao? Không phải anh tin giấc mơ, mà anh nghe mấy đứa bạn nó nói dưới biển có vàng thiệt đó. Nhưng mà không có nhân gì hết trơn á. Bây giờ em chưa có việc làm nè, anh đi chài lưới cũng đâu có được bao nhiêu cá đâu. Hôm nay mình làm liều một lần đi em. Mình, nếu như mà mình tát cạn biển, chúng ta không tìm được vàng bạc châu báu, thì chúng ta cũng có cá để đem về phơi khô ăn dần. À, đúng rồi ha. Trộm á, mình nói, chạy đi. Nhà mình nghèo gớt mồng tơi, mình có trộm chi. Ngủ đi, em đừng có trộm anh nữa. Mình nói, mình dậy đi. Em nghe có tiếng động, mình dậy coi thử coi sao. Mệt em quá. Trời ơi, đôi quá. Đôi quá. Đôi quá. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi, ông có bị sao không? Sao ông ngồi trước cửa nhà con vậy? Con đỡ ông lên ghế nha. Em. Ông uống miếng nước cho khỏe đi. Ông đói quá. Nhà ông ở đâu? Sao ông ở đây giờ này vậy? Ông đi lạc. Ông đói quá. Cô cháu, cho ông xin chén cháo cũng được. Dạ. Em vô nấu cho ông một chén cháo đi. Nhà mình hết gạo rồi. Hồi chiều còn bao nhiêu em ghét nấu cơm hết. Em có nói cho mình nghe rồi, mình quên rồi hả? Ăn rồi. À, mình còn một chén cơm nguội. Em chưa nấu cháo được đó. Ông ơi, ông chờ con một chút nha. Ông ơi, ông ăn miếng cháo đi. Ông ăn từ từ thôi. Coi chừng nóng đó ông. Hai con ông no rồi. Dạ. Thôi ông đi nha con. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Thôi ông ở lại ngủ nhà con đi, rồi sáng ông hãy về. Không sao đâu. Ông ơi, tôi cháu ông no rồi. Ông nhớ được về nhà mà. Ông cảm ơn con nhiều lắm. Ông cảm ơn vợ chồng con. Ông đi nha. Ông đi đường cẩn thận nha. Vô ngồi nghỉ uống nước đi, để anh làm cho. Em không có sao đâu, mình làm thêm một chút nữa rồi hai vợ chồng mình nghỉ ăn cơm luôn cũng được. Nhưng mà vợ làm
giờ gắng chừa sức nha. Chứ cái biển này mênh mông quá, không biết đến khi nào mình mới tác cạn nữa. Em biết rồi. Mình sao vậy? Em không có sao. Em chỉ hơi mệt một chút thôi. Mình làm tiếp đi mà. Mình đừng có làm nữa. Mình vô ngồi nghỉ đi. Để anh làm cho. Để anh làm cho. Em không có sao đâu. Hai vợ chồng mình cùng tết thì nước mau cạn được. Làm đi mình. Trời đất đảo lộn rồi ông đùa ơi. Chuyện gì? Sắp rồi ông đùa ơi. Chuyện gì? Chuyện gì? Nói ta nghe. Dạ. Dạ là có một cặp vợ chồng, họ tát nước tát mấy ngày nay rồi. Họ tát tát quá cho tát luôn. Họ tát làm loạn đi cung mình lên luôn rồi. Để tìm kho báo đâu ông ơi. Làm sao bây giờ? Ông đùa ơi, làm sao bây giờ? Sụp mấy phân nước luôn rồi. Nước mình sụp mấy phân rồi hả? Dạ sụp mấy phân luôn rồi. Vậy là không được. Ta phải lên trận một chiến mới được. Dạ. Đi đâu? Tụi con đi đâu? Lên trận cho nó lột da nó ăn thịt ra. Để tao với mực lên. Để đi không? Đi. Đúng hai vợ chồng này rồi. Hai vợ chồng này đã cứu ta và chỉ đường cho ta đi lúc ta bị thất lạc. Nó chờ ta cơm à. Nó chờ ta chén cháo. Dạ. Con nghĩ là hai vợ chồng này á, họ rất là đồng lòng với nhau. Họ tát nước không kể sáng đêm đêm ngày. Nhưng mà con e là ngày biển cạn sắp tới rồi đó rồi ông ơi. Thôi được rồi, ta đã có cách. Cái gì không? Ta sẽ có cách giúp cho vợ chồng này. Cách gì được không? Chuyện bí mật, đi. Dạ. Em ơi, ông ấy, anh thấy nước nó cũng hơi cạn cạn rồi. Mình nghỉ mệt vài hôm đi rồi mình hả làm tiếp nha em. Mình cố gắng thêm vài ngày nữa đi. Chỉ cần vài bữa nữa là biển sẽ cạn. Lúc đó chúng ta tha hồ mà bắt cá. Thôi, mình uống miếng nước đi. Mình uống xong cứ ngồi đây nghỉ, để một mình em tát cũng được rồi. Thôi. Đồng vợ đồng chồng, để một mình em làm anh chịu không có nổi đâu. Khỏe đó, uống xong miếng nước của mình mát cả ruột cả gan, mình khỏe rồi đó. Tát tiếp đi em. Mình ơi, 2, 3. Xin dừng tay, xin dừng tay. Xin hai vợ chồng đừng tác cạn biển đông. Nếu biển mà cạn thì làm sao mà sống. Tôi xin tặng hai vợ chồng 5 hũ vàng đó, để đền ơn. 5 hũ vàng sau lưng hai vợ chồng kia. Hồ Biên. Vàng mình ơi, đúng là vàng rồi. Đúng là vàng thiệt rồi mình ơi. Vàng. Mình chào rồi em ơi.
gì hả? Sao vợ này ngồi đây không dọn cơm cho ăn đi? Này khỏi ăn. Kỳ nha, bà ở với chồng bà biết cái tính chồng bà nha. Đói bụng á là xấu tính lắm, tôi quýnh bà đó. Biết, nhưng mà tôi kể chuyện này xong cái ông hết đói luôn. Chuyện gì? Kể chuyện mà no được hả? No, lên đây, ngồi, kể cho nghe. Chuyện ăn được không? Được, ông no luôn á. Dạ, no luôn. Ông nhớ vợ chồng thằng Kình ở làng chài mình không? Sao không nhớ? Nó là bạn tôi mà. Không. Từ lúc bà chửi á, bà cấm không cho tôi qua chơi với nó nữa. Nên tôi có đâu có dám nhìn mặt đâu. Đi làm á, tôi phải vòng ra ở sau rồi. Tôi xuống tuốt bãi biển nhất kia, tôi xuống biển. Đâu dám đi ngang nhà đâu. Mà bà nói nữa. Thì giờ đi ngang nhà nó đi. Đi làm chi, bà cấm chơi rồi đi làm chi nữa. Thì chơi với nó đi. Mắc mớ gì chơi? Thôi, không biết gì hả? Đâu biết gì đâu. Trời ơi, tự nhiên vợ, nhà vợ chồng nó giàu lắm không? Nó giàu, giàu kỳ cục lắm. Tự nhiên cái nó có nhà mới nha, nó có ruộng vườn mới rồi, trâu bò đẩy chuồng luôn. Nó giàu kệ nó, thì bà đã cấm chơi rồi, giờ tôi nó đâu còn huynh đệ gì đâu mà chơi với nhau. Chơi lại đi. Ừ. Chơi lại đi. Bà cho chơi lại hả? Bà cho chơi lại được nghĩa là nhậu lại được đúng không? Nhậu cái gì mà nhậu? Gì hả? Tôi nói không nghe nè. À, bây giờ mình đi qua thăm nó. Thăm nó hả? Ừ. À, nó làm gì? Thì ông hỏi thăm nó. À, đi qua nhà nó thăm nó. Tại nó giàu quá mà. À, tôi biết rồi, tôi qua nhà nó đó. Ê, mày giàu quá, mày đưa nhà giàu mày tao ở đi, mày qua nhà nghèo tao mày ở. Trời ơi, ông khùng quá. Vậy chứ nói sao? Thì bạn Hiền, sao nhà bạn giàu dữ vậy? À, hiểu rồi. À. Bạn Hiền, sao bạn giàu dữ vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Sao lạ quá không? Ồ, cái lạ quá bà. Sao mà nhà giàu gì đâu mà nhà cửa trống quê trống quắt vậy? Hả? Không có sắm sửa gì hết trơn vậy? Giàu quá. Ta có vàng, có tiền. Ta bươi lên, ta để đất, ta giấu. Để cho ăn trộm lấy thì sao? Giờ qua kiếm chỗ nào giấu vàng bươi kiếm mới về bà. Khùng quá. Nghĩ sao vậy? Vô nhà người ta ăn trộm bị bắt hay sao? Gì hả? Kêu ra đi, kêu ra đi. Chấp Kình ơi, Chấp Kình. Ra rồi. Chấp Kình. Dạ anh Kiếm hả? Dạ. Dạ chú. Trời ơi, bận tắm mấy con heo sao hè. Rồi anh chị qua chơi đâu có biết đâu, để anh chị đợi lâu. Thông cảm cho em nha. Heo. Không sao, tại anh chị đi qua mà, đâu có nói trước đâu. Em tiếp đón chậm trễ cũng được, không sao hết. Dạ. Mà không có Thím ở nhà hả? À, dạ có. Em ơi. À. Dạ, em đây. Thím. Dạ lâu quá rồi mới thấy anh chị tới thăm. Dạ. À, mời anh chị vô nhà uống trà. Ôi trời ơi, cô chú khách sáo quá. À, trà nước chi cho mắt công. Để vợ chồng tôi đứng ngoài này cho mát. Đúng rồi, à, mát. Dạ thật sự thì cũng lâu quá anh chị mới qua đây chơi ha. À, muốn lắm, tại vợ tôi nó cấm. Không, nó không có cấm. Nó cầm tay nó kêu qua đây thăm nè. Dạ anh chị qua đây chơi là tụi em mừng rồi. Thì cứ coi như là anh em mình vẫn như ngày xưa đi. Vẫn là bạn bè tốt của nhau đi. Tôi chỉ đợi chú nói câu đó thôi. Được câu mở tấm lòng. Coi như anh em ngày xưa phải không? Giờ mình hỏi thiệt nè. Hỏi coi như là em mình nè, là chú á, hai vợ chồng chú á. Tôi không gặp chú có bao lâu đâu. Mà hôm nay qua đây, trời ơi. Trời ơi chú, hai vợ chồng chú Thím giàu quá. Có nhà rộng nè, rồi có trâu, có heo, có bò. Nghe nói đất đai quá trời quá đất luôn các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Làm gì giàu dữ à? Dạ, thực tình thì cũng nhờ trời cho thôi. Chứ lúc trước vợ chồng em cũng nghèo giống như anh chị vậy đó. Trời ơi, giàu một chút xíu nữa khi dễ hai chồng mình nghèo. Trời cho làm sao, kể. Kể vợ chồng tôi nghe với. Được không? Dạ được chứ. Xin dừng tay, xin dừng tay. Xin hai vợ chồng đừng tác cạn biển Đông. Nếu biển mà cạn thì làm sao mà sống. Tôi xin tặng hai vợ chồng năm hũ vàng đó để đền ơn. Năm hũ vàng sau lưng hai vợ chồng kia. Hồ Biên. Chỉ cần tát nước biển là có vàng. Ủa mà sao dễ như vậy? Dạ nhờ có vàng của lũ cá cho nên vợ chồng em mới mua ruộng vườn như vậy đó. Nói như vậy thôi chứ có của mà không biết giữ thì bao nhiêu cũng hết.
Cho nên vợ chồng em phải làm lụng vất vả mới có được như ngày hôm nay đó. Trời ơi, Thím ơi, Thím nghĩ sao chứ? Tôi thấy giàu có vậy sao rồi phải mình ở ăn uống chi cực khổ vậy? Mình cứ sắm sửa đi, phải không? Rồi mình mướn thêm gia nhân cho nó hầu hạ, rồi mình ăn sung mặc sướng. Cái mắc gì sống cần kiệm chi cho khổ ha ha mình ha. Dạ, vợ chồng em nghĩ muốn giữ được cái trời cho thì mình cũng phải bỏ công sức ra làm lụng để cuộc sống sung túc hơn chứ. Sung túc hơn hả? Chú nói cũng đúng. Dạ, vậy mời anh chị vô nhà uống trà. Thôi, chàng chi, đang đói nè, nhà có cơm ăn không? Muốn ăn cơm. Dạ được chứ, vậy để em vô nhà nấu cơm cho anh vậy. Đó, à, thôi, ăn cơm, ăn cơm. Cơm, cơm, cái gì mà cơm, tối ngày lo ăn, à, khỏi khỏi. À, cô chú cứ ở nhà ăn cơm vui vẻ ha, vợ chồng tôi về. Ủa, người ta đang mời cơm mà. Đi, ăn cơm. Về. Ăn cơm. Vậy nhà ăn cơm. Trời ơi, sao ăn cơm đây. Mau lên bà ơi, vô coi nấu cơm dọn ra tôi ăn coi, đói quá. Cơm, cơm cái gì tôi nói không nghe nè. Gì nữa? Bây giờ nha. Hả? Giờ ông chạy ra chợ ha, ông mua cho tôi chục cái gạo đi. Gì không vậy? Rồi cái mình mướn hết trai tráng trong trong làng mình ha, đi ra biển thác nước biển, không chừng á lúc đó mười con mấy con cá nó sợ quá cái nó cho mình tới 10 hũ vàng sao. Thử bà đến đi. Gì bà bị không hả? Gì không? À, tự nhiên có tác hai chồng mình tác thôi. Chứ bà kêu tôi mua 10 cái gạo về, cái bà kêu chai chán trong làng, người ta ra kéo ra ngoài biển, người ta tác gần gần vậy, lỡ rồi cá cho 10 hũ vàng thiệt, rồi lúc đó người ta chen vô, người ta giành giật, người ta lấy, vợ chồng mình lấy cái gì? Đúng không? Ồ ha. Tác. Sao tôi ngu dữ vậy ta? Vậy nào vậy bà khôn đâu? Ông này như ông khôn hơn tôi á. Chắc vậy á. Hay. Anh nghe nè, có tác hai vợ chồng mình tự lén đi tác, cá nó cho mới giữ của được. À. Ông ơi, vậy nắng chang chang vậy thì sao tát? Nước biển mênh mông vậy tát chừng nào nó mới hết? Tại bà kêu bà phải dậy sớm đi, ra đây nè tát, bà không chịu, bà ngủ nước. Bây giờ ra đây nắng chang chang ráng chịu chứ nói vậy. Trời ơi, có cần ông la ông sùm gì không? Tát thì giờ tôi tát nè, cũng vậy cũng la. Bây giờ có tát không? Tát. Ta đi, nếu không á tôi đi câu á, tôi về đi câu kiếm mồi tôi nhậu á, tôi bực bội rồi tôi uống tát làm gì? Ông thiệt tình à, hả thằng chút mà ham đi nhậu như gì? Rồi bây giờ tôi tát nè. Thì tát đi. Vợ chồng thằng Kình làm được thì vợ chồng mình làm được đúng không? Biết rồi, không tát đứng nó hoài. Tát hả? Tát mình ảnh lên. Đuối quá, mấy ngày nay rồi ngày nào không tát trơn á. Tát nó đứng không nổi luôn nè. Đàn ông gì đâu mà tát nó chút xíu vậy chừng nào nó mới xong. Đàn bà tát gì đứng thẳng lưng vậy, phải không mới lưng xuống tao mới được. Ông còn cái tay tôi nè, đau lên rồi phòng rộng hết trơn hả? Ủa mình tao là phòng hả? Tao cũng phòng nè. Tôi đau lưng nè, tôi mỏi chân nè, tôi nhức cổ nè, tôi nhức đầu nè, tôi chóng mặt nè, tôi đói bụng nè, tôi nói không? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Làm có chút xíu rồi cũng là mấy người đây làm vừa có được cái gì đâu. Rồi tên nè, đàn bà tham lam á, bà tát kiểu bà tát kiểu bà vậy. Ông mới là người tham lam á. À, tham lam á. Bà kêu tôi ra đây tát cho giật nước biển, cho bà vàng vàng không thấy. Tôi thấy giờ phải tốn tiền cũng đúng nè. Lần trước ta kêu lũ cá đem 5 hũ vàng lên cho yên chuyện, thực ra là để trả ơn cho vợ chồng nhà kia đã cứu mạng, chứ ta đâu có sợ họ tát cạn biển đâu. Còn vợ chồng nhà này đã không đồng lòng lại, còn hơn thua nhau từng chuyện nhỏ thì sao làm được chuyện khác nữa. Hai vợ chồng này không ai nhường nhịn ai, chẳng đồng vợ đồng chồng thì không làm gì được chúng ta. Ta sẽ lấy 5 hũ vàng lại. Đi thôi. Cái gì vậy? Hả? Cái gì là cái gì? Bà nói qua nhà chung kinh nghe đi, coi người ta như thế nào. Rồi lúc đó rồi mới ra đây, rồi tôi mới qua hôm đó. Tôi ngồi tôi ăn cơm, bà không cho ăn cơm. Nói nhiều quá, tao nghe biết anh không à? Bà nói gì rồi? Bà tham lam. Ông không làm cái gì ông ác? Tôi không làm nữa. Tôi không tác nữa. Ông phải tôi dùng luôn. Tôi không tác nữa. Ông không tác. Tôi cũng không tác. Bà đây, bà tát đây. Ông đừng vô. Tôi đi vô. Ông nói ổn đây nè. Tôi đi vô. Ông không được vô. Ông ở đây. Tôi tát nữa. Không. Bà đây. Ông nghe. Tôi có thiệt. Bà là người tham lam. Ông mới là người tham lam á. Bà là người ích kỷ. Bà là người ích kỷ. Ông đánh tôi đấy. Thả tôi. Ông đánh tôi.
chưa? Ta đặt cái đồ độc ác. Ông tham lam. Ta độc ác. Ông tham lam. Ta ham gia. Sau này dân gian thường nhắc đến câu đồng vợ đồng chồng tác nghiệp đông cũng cạn, là xuất phát từ tích trên để khuyên dạy cách ăn ở đối xử với nhau giữa vợ chồng. Làm việc gì cũng phải có sự đồng lòng nhất trí thì ắt hẳn sẽ thành công. Ông Tám đó, cho đưa tụi bay. Mày đâu có thấy mặt của ổng đâu, sao mà mày biết được? Thì ông bảo chỉ rồi đó, mắt ổng có giật giật. Kêu ổng đi, chứ ổng vô nhà sau là mất tiêu á. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Dạ ăn chào ông. Dạ chào ông. Tụi con qua chơi với bác Tám á. Tới chơi mà lén lút giống như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có. Dạ đâu có, tụi con đâu có làm gì đâu. Dạ tụi con chỉ xem coi ông Tám có nhà không thôi. Kỳ ghê á. Ông Tám mời tụi mình đến chơi mà ăn vậy đó. Dạ mà ông Tư ơi, có ông Tám nhà không ông Tư? Có Tư, không có Tám. Dạ thôi, dạ thôi. Tụi con chào, chào ông, con về. Dạ. Dạ. Cái ông Tư này thiệt là ngộ nha. Lúc nào cũng muốn hù chết người ta vậy á. Hiện tại ông bị mất đồ một lần rồi, nên nó phải cảnh giác chứ. Ừ, đúng rồi. Nhưng coi bộ, ông khó hiểu lắm á. Hôm nào mà ông Tám thì hỏi thêm mới được. Nhất trí luôn. Nhưng mà bây giờ mình chơi tiếp đi. Trước sau gì á thì cũng phải trả lại chủ nhân của nó rồi. Xuống này chỗ đi. Út ơi, cha mẹ mang cơm ra cho con nè. Dạ. Cha mẹ mới ra hả? Thiệt vất vả cho cha mẹ quá à. Chà, có gì đâu. Vừa tốt quá hả con? Con gái của mẹ giỏi quá. Con mong bắn được có tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Chứ cha mẹ nuôi con lớn ngần này rồi mà con vẫn không làm được gì cho cha mẹ vui hết. Nè, con gái nó hiếu thảo, nó nói câu nào ra mắt được câu nấy hả bà? Thôi, cha mẹ vô nhà đi. Con mới nấu xong ấm nước chè xanh để chờ cha mẹ đó. Ủa, sao ông bà đó thấy mình mà không nói gì hết vậy? Tôi cũng thấy lạ, không lẽ mắt ông bà bị mờ hay là bị cận? Rồi xong, tụi mình bị tàn hình rồi. Ủa, bảo nó vậy nghĩa là sao? Thì tụi mình lần cho chuyện cổ tích bằng cách tàn hình đó. Hèn gì, tụi mình mặc nguyên bộ đồ này không có như trước nữa. Ừ, có lẽ bảo nó cũng đúng. Nên thử một lần để biết, đi theo ông bà xem sao.
là tụi mình tàn hình rồi đó. Mấy ông bà đâu thấy mình đâu. Nhưng mà sao tôi thấy kỳ, hai ông bà nói chuyện với con gái mà nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Không lẽ chị ấy cũng tàn hình giống mình nữa. Kỳ lạ thật. Nhà trống quê trống mắt à, nhìn xung quanh nhà cũng không có ai hết á. Ê tụi bay chú ý kìa, hai ánh mắt của ông bà đang chú ý xuống cái bàn kìa. Wow. À, nàng Út. Ủa nàng Út dễ thương quá hả? Ờ nàng dễ thương. Út à, thấm thoát con cũng đã lớn tới tuổi cặp kê rồi. Mẹ không biết con có được tấm chồng hay không. Mẹ lo cho con quá. Sao bà lại nói vậy? Con nó buồn sao? Là tôi sợ đó, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai. Con mình nó giỏi giang như vậy, giữa đồng không mong quạnh như vậy, mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa? Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ, đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á. Chủ nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hậu tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết. Mà cũng chính nhờ như vậy, ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi, sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang, giỏi giang, xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót, vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi đây là có chốn yêu ma quỷ quái. Người gì đâu mà kỳ cục, dưa của người ta trồng công khó vậy mà ăn bỏ mứa. Thật.
Đâu có đâu. Vậy thôi, giờ mình chia nhau ra tiệm bo đi. Thầy dĩ chú ra sân sau tiệm đi. Còn Bảo ra sân trước. Mà ngon làm cái gì? Ở đây coi coi, bo có trong chuyện của Tất không? Mấy đứa ơi, mấy đứa, tụi bo có ở trong nhà coi không? Dạ, thưa ông ngoại. Tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ thằng Bo nó đi. Cái gì mà ấp úng, nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ở ngoài. Vậy hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên bên nó mấy Bo Bình ơi. Tôi tìm ngoài thấy Bình ơi. Gì vậy? Gì đang cho ông ngoại? Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo. Bo đi với chú với Hoàng Diệt á không? Dạ, đúng rồi. Mình ơi, con thấy Bo. Mình ơi, thấy Bo. Rồi cái gì mà thấy Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi. Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, tặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mẹ em nữa là bể mánh rồi. Trời, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có. Giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ con Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khiếu phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út xin lấy bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út! Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo ơi, Bo! 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 À, em làm con của cô gái búp bê đó đó, em có biết không? Bo nói phải biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết, còn đòi gì nữa? Ý chết, có người tới kìa. Mình đi đi. 1, 2, 3. Nơi này 4 năm trước ta đã ghé qua đây. Đúng rồi, một sự tình cờ thật thú vị. Chủ nhân ơi, người có ở đây không? Ta chắc chắn là phải có ai ở đây thì mới duy trì
ruộng này xanh tươi quanh năm suốt tháng được. Bẩm bệ hạ, đằng kia có một đứa bé kia kìa. Con ơi, ôi một bé trai đẹp tựa tiên đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Ồ, giống quá, giống bệ hạ quá. Sao thấy ông lớn à? Hình như có người ma lẫn quất đâu đây á. Ờ, nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ơi, bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cung. Nhưng đừng nghĩ tự của ta. Các người thấy như thế nào? Bế đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không? Nếu như nàng là mẹ của đứa bé thì hãy ra gặp mặt ta đi. Như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây, tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Xin thiên hạ, ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Vậy cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Vậy còn cha của đứa bé? Tôi không biết. Từ từ vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định nó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Bẩm đi hạ, xin điện hạ về tâu lại với cha đi ạ. Các người về trước đi. Ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Giao giữa hai nước đó. Thưa bệ hạ, thiếp biết, nhưng chuyến đi di hành này của Hoàng Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, dạ cấp báo. Lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi,
Dạ 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 mình đâu, dạ bọn thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi thôi, trời ơi, con cái bộ đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ 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 một chuyện rất là kinh thiên động địa, hại hùng lắm, dạ xin bệ hạ, dạ hoàng hậu hãy bình tĩnh à. Chuyện gì hãy nói nhanh lên đi. Dạ dạ số là như vậy, dạ bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì, cái gì mà hộ chiếu? Dạ dạ dạ, dạ quên, hộ giá hoàng tử. Dạ đi vào một nơi đầm trống, ôi một cánh đồng thật là trống kinh khiếp quá. Dạ nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông ơi là bông. Thôi xanh rồi. Dạ, dạ thôi ạ. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ có chuyện gì nói mau đi. Dạ dạ cuối cùng, dạ bông bông nó kết hoa nở trái, trời ơi nguyên một rẫy dưa. Dạ trái nào trái nấy bự như vậy. Dạ hoàng tử hái dưa, dạ cái hoàng tử mới xẻ dưa, dạ cái hoàng tử mới tách dưa, dạ hoàng tử mới ăn dưa, ui nó ngọt. Ơi nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ thôi thôi thôi, có chuyện gì ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, còn chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn, khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống y như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao nhà ngươi biết? Dạ dạ em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì ngươi đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận cậu ấy là con của mình. Con? Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu, cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hai. Cái gì mà rùng rợn, nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ mẹ của cậu bé, trời ơi đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời đất ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người. Đặc biệt luôn, nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi hậu ơi, quái nhân rồi hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu, nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi ghê sợ quá. Thật là quan rồi. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thê tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Hãy dám. Dạ có dám. Hãy tới đây vừa. Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh. Dạ dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng út đó về không à? Không. Dạ không. Biện. Hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta rồi hoàng thượng ơi. Có thánh chỉ tới. Cha ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh à? Xin điện hạ xá tội, ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ dị như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bi chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mà đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi, rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ làm đi Bo, nhanh lên. Ừ làm đi Bo, nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Về em. Về em. Mình vừa về đến nhà rồi. Đúng rồi, mấy đứa ơi,